Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh Hufflick đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025 và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục ngành Đông phương học trình độ đại học. Trong năm học mới này, Hufflick chào đón 5.083 tân sinh viên. Nhà trường sẽ có nhiều hình thức hỗ trợ sinh viên như các loại học bổng, quỹ hỗ trợ sinh viên cùng sự đồng hành từ các doanh nghiệp với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được xem xét mượn tiền từ nguồn quỹ này mà không cần phải trả lãi suất để trang trải học phí. Tại buổi lễ, nhà trường đã trao tặng 2 suất học bổng trị giá 50% học phí năm học 2024-2025 dành cho 2 tân sinh viên là thủ khoa, 36 suất học bổng dành cho các thủ khoa ngành, mỗi suất trị giá 25% học phí. Tính đến năm 2023, Hufflick đã có 6 chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng, ngành ngôn ngữ Anh, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, kế toán, kinh doanh quốc tế và luật kinh tế. Năm 2024, Hufflick tiếp tục đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục ngành Đông phương học. Dịp này, tập thể sư phạm và sinh viên Hufflick đã chung sức chung lòng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc gặp thiên tai với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.